Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Quý tín giả đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong nhà để đón Tết chưa? Ngày cuối năm quả là một ngày bận rộn và nhiều cảm xúc đối với người Việt Nam phải không ạ? Đến giờ phút này, ai trong chúng ta cũng đang bồi hồi, giật mình rằng ôi thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là 30 Tết rồi. Thường thì ngày 30 tháng Chạp của quý tín giả sẽ như thế nào? Quý tín giả có dành thời gian để nhìn lại một năm đã qua và lên kế hoạch cho một năm mới không? Hôm nay, ngày 9 tháng 2 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với chủ đề Nhìn lại và bước tiếp. Ngày giờ qua, qua tựa như tên bắn chóng quá. Lúc nhỏ, lúc còn phong tục đốt pháo, bọn trẻ chúng tôi chờ đến giờ giao thừa để đi lượm pháo. Những nhà bên cạnh đã treo sẵn những dây pháo thật dài, chỉ chờ đến lúc 12 giờ khuya là sẽ châm lửa. Tiếng pháo bắt đầu thì lợt đợt, rồi đồng loạt đi đa đi đùng bắt đầu vang lên khắp xóm. Khi viên pháo đại cuối cùng của dây pháo phát nổ, cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi ùa vào trong đống xác pháo để lượm những viên pháo thúi, tức là pháo không phát nổ, và sưu tầm lại để đốt dần sau đó, hoặc để lấy bột pháo để chế tác những trò chơi khác. Đêm giao thừa cũng là lúc ba mẹ tôi gom nhóm các con lại, quay quần bên bàn trà để nhóm gia đình lễ bái. Chạy đi lượm pháo rồi cũng phải tranh thủ về kịp giờ lễ bái với gia đình, không là bị ăn đòn. Giờ lễ bái đêm giao thừa là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với chúng tôi. Và bài thánh ca đầu tiên và luôn luôn phải dùng vào dịp này đó là Ngày giờ qua. Gia đình tôi đông con, anh chị em tôi đều thích bài thánh ca này và có thể hát thuộc lòng. Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá, nước chảy qua, bóng cũ xa. Kìa một năm qua, đâu còn lưu giây phút nấn ná. Cảnh cũ qua, hết thảy qua. Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoan nghênh, khắp non sông báo tin bình minh. Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh, chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh. Ngày 30 Tết của bạn năm nay như thế nào? Trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm cũ, bạn hãy dành thời giờ chất lượng với Chúa. Nếu được, gia đình bạn hãy ngồi lại với nhau, cùng ca ngợi Chúa, học lời Chúa và cầu nguyện cho nhau nhé. Trong giờ lễ bái của gia đình hoặc thì giờ riêng tư của cá nhân bạn, bạn hãy liệt kê ra những điều Chúa đã làm cho bạn trong suốt một năm qua. Điều đó có thể là bạn cảm tạ Chúa đã ở cùng bạn, hướng dẫn cho bạn trong một môn học, bài thi nào đó. Chúa đã tiếp trợ kịp lúc cho bạn một khoản tài chính nào đó, hoặc Chúa đã chữa lành cho bạn, hoặc là Chúa đã yên ủi bạn trong lúc bạn gặp khó khăn thử thách. Hãy kể ra những điều mà Chúa đã làm cho bạn. Chắc chắn bạn sẽ thấy một năm qua thật tuyệt vời như thế nào. Châm ngôn chương 16 câu 3 có chép: Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. Tiếp theo đó, bạn hãy dành thời gian lên một kế hoạch cho mình trong năm mới. Bạn dự tính sẽ làm gì? Với mục tiêu ra sao? Hãy bắt đầu với Chúa. Hãy dâng một năm mới 2024 trong tay Chúa. Tương lai của chúng ta ở trong tay Ngài. Này, ta sắp làm một việc mới. Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Ê-sai chương 43 câu 19. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Ê-sai chương 43 câu 2. Chúa của chúng ta nắm quyền cai quản vạn vật. Ngài là Chúa của cả hoàng vũ. Chúa có năng quyền trên đời sống con cái Ngài. Ngài luôn có một kế hoạch vĩ đại phía trước dành cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta mạnh dạn bước về phía trước. Chúa muốn chúng ta ở trong kế hoạch lớn của Ngài. Chúa muốn chúng ta đầu phục Ngài để Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ luôn bên cạnh chúng ta, bảo vệ và ban phước cho chúng ta. Hãy nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa, nhưng cũng hãy đóng lại quá khứ để mở ra tương lai. Chúa không muốn chúng ta sống trong quá khứ. Dù cho quá khứ chúng ta có thành công hay thất bại,
thì chúng ta cũng sẽ phải đóng nó lại. Hãy cảm ơn Chúa về mọi điều trong năm cũ. Ngài cho phép mọi điều đó đã xảy ra để ích lợi cho đời sống của chúng ta. Hãy mạnh dạn lên kế hoạch cho năm mới và cậy nhờ nơi sức toàn năng của Chúa mà bước đi. Hãy siêng năng thực hiện kế hoạch đó trong sự hướng dẫn của Chúa. Ngày giờ qua dường như tên bắn chóng quá. Hãy bắt đầu hôm nay với Chúa, bạn nhé. Hãy kết thúc năm cũ trong sự biết ơn Chúa và mở ra một năm mới với nhiều sự trông đợi nơi đấng chí cao. Bạn đã sẵn sàng để đón giao thừa và bước vào năm mới chưa? Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Là Cha kính yêu, cảm ơn Chúa về một năm trong ơn lành của Ngài. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm và sự yếu đuối của con trong năm qua. Và xin giúp con để bước về phía trước. Xin giúp con để lên kế hoạch với Ngài và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Con trình dâng một năm mới của con trong tay của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy hoàn tất mọi việc của ngày hôm nay đi nhé. Hãy thỏa lòng với những điều Chúa đã ban cho bạn. Hãy dành thời gian chất lượng để rà soát lại một năm cũ đã qua và lên kế hoạch cho một năm mới của mình. Chúa yêu bạn. Ngài có chương trình tốt lành dành cho cuộc đời của bạn ở phía trước. Tương lai của bạn ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Nghe mùa đông lướt qua, nghe một năm đã xa. Một năm với bao nhiêu chuyện buồn vui. Nghe mùa xuân ghé sang, nghe thời gian nhẹ nhàng báo tin. Một năm mới đang đến gần, ngồi đây đó giao thừa, nhớ đến bao phước ân, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tiếng cười mà Ngài đã ban, và bao nhiêu nỗi buồn Giêsu đã xóa tan, ngày lau khô bao nước mắt rơi. Một năm mới xin dâng Chúa bao buồn vui, bao ước mơ và bao lo lắng trong đời. Một năm mới xin tay Chúa luôn gìn giữ bên con suốt cuộc đời. Chúa ơi, điều con cầu xin Chúa phút giao xuân ghé sang, nghe thời gian nhẹ nhàng báo tin. Một năm mới đang đến gần, ngồi đây đó giao thừa, nhớ đến bao phước ân, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tiếng cười mà Ngài đã ban, và bao nhiêu nỗi buồn Giêsu đã xóa tan, ngày lau khô bao nước mắt rơi. Một năm